Vâng, xin chào anh em cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với clip của channel Cây Cảnh TV. Thì hôm nay tiếp tục về clip khế nhật bonsai nhé. Thì mình xin giới thiệu đến lô này mới về nhé. Đấy, hàng mới về luôn. Cây rất là đẹp luôn này. Đang lên bông lên trái rồi nhé. Đấy. Thì lô này có 16 cây. Mình quay hết một lượt luôn để cho anh em quay. Anh em nào lựa cho dễ, cho mua cho dễ nhé. Đấy. Thì đây là cây số 1 nhé. Gốc lên chạc ba này rất là đẹp luôn. Đấy. Thân lên hai ngọn này. Đấy. Rất đẹp đấy, cây này đang lên bông rồi nhá. Đấy. Đây là cây số 1 nhá. Vâng, còn đây là cây số 2 này. Gốc cũng rất là đẹp luôn này. Đấy. Đấy. Lá tàn rất là ok này. Cây cũng bắt đầu lên bông rồi nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cây cũng bắt đầu lên bông rồi. Đấy. Đấy, đây là cây số 2 nhá. Đây là cây số 3 này. Rất là ok luôn này. Đấy. Đây là cây số 3 nhá. Cây cũng lên bông rồi nhá. Đấy, khế nhật ghép nha. Đấy, gốc khế tai ghép khế nhật nhá. Đấy, đây là cái số 3 này. Đây là cái số 4 nhá. Đấy, tàn tung rất là ok này. Cây này thì rất là mạnh này. Đấy, đang lên bông rồi nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái số 4. Hàng này mới bẻ có một nước thôi nha. Mà gốc đế bù lại được, cái gốc đế cũng rất là ok. Đấy, đây là cái số 4 nữa. Đây là cái số 5 này. Đấy. Lên thành chạc 3 này, nằm ra này. Đấy, rất đẹp luôn này. Đấy. Đây là cái số 5 nhá. Đây là cái số 6 này. Đây nha. Đấy. Cây đang lên bông rồi nhé. Đấy. Cây nhật rất là dễ lên bông và lên trái luôn nhé. Hết bông lại lên. Nha. Đấy. Cây chia tứ diện rất là ok luôn này. Nha. Đấy. Gốc đế cũng rất là đẹp. Đấy. Tổng thể dáng cây. Đấy. Nha. Thì em xin quay lại tổng thể một lượt này. Đây là cái số 6 này. Đây là cái số 5 này. Đấy. Đây là cái số 4 này. Đây là cái số 3 này. Đây là cái số 2 nhá. Đấy. Và đây là cái số 1. Đấy. Tổng thể các cây luôn. Đấy, tổng thể dáng của lô này nhá. Đấy. Vâng, đây là cái số 7 nhá. Này. Gốc đế rất là đẹp. U nằn này. Đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Cây chia tàn cũng rất là đều luôn. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Xấu cái là vết cắt nó hơi to tí thôi. Nhưng mà rất là đẹp. Đấy. Đây là cái số 7. Và đây là cái số 8 này. Gốc đế u nằn lên này. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Gốc đế u nằn lên rất là đẹp luôn. Đấy. Tàn 1 lên 2 cũng rất là ok nhá. Đấy, đây là cái số 8 nhá. Còn đây là cái số 9 này. Đấy. Gốc đế cũng rất là ok này. Đấy, lên tàn này, lên bông này. Đấy, cây rất lên rất là nhiều bông rồi nhá, rất là mạnh này. Đấy. Anh em nhìn rất là mạnh, lên rất là nhiều bông rồi. Đây là cái số 9 nhá. Còn đây là cái số 10 này. Cây số 10 này thì đặc biệt là lên trái luôn rồi nhá. Đấy, anh em thấy không? Cây lên trái luôn rồi. Đấy. Đây, trái nữa này. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn này. Đấy, gốc đế rất là ok nhá. Đấy.
Đây là số 11 nhá. Đó, rất là ok luôn. Đấy, cây này rất là nhiều bông, chia tàn cũng rất là đẹp luôn nhá. Đấy, quay tổng thể đây cho anh em coi. Dáng cây rất là ok luôn. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, đây là cây số 12 nhá. Gốc rất là dị và đập nhá, dạng ra tạo thành cái vòng cống luôn á, giống như là cái cánh cổng luôn á. Đấy, tàn cây lên đấy, đã lên bông rồi nhá. Đấy, rất là đẹp, tàn rất là sum tốt luôn. Đấy, anh em theo đấy. Còn đây là cái số 13 nhá, là ok luôn. Tàn chia rất đều và đẹp nhé. Rất đều luôn. Gốc thì rất là ok này. Gốc rất ok nha anh em. Đấy. Còn đây là cái số 14 nha. Tàn tung rất là ok này. Anh em mua về là khỏi chê này. Lá rất là tốt luôn này. Gốc thì rất là đẹp. Đó, rất đẹp luôn. Nha. Đấy, đây là gốc 14. Đó, còn đây là gốc 15 này. Đấy. Tổng thể dáng cũng rất là đẹp luôn nhé. Chưa tàn, chưa lộc lên. Đấy. Đa số cây nào cũng có bông hết rồi nhá. Đấy. Đa số cây nào cũng có bông lên tàn cũng rất là ok rồi. Đấy. Cây số 15 nhá. Đấy. Còn đây là cây số 16 này. Đấy. Rất là ok luôn nhá. Trái luôn rồi này. Đấy, rất là đẹp nha. Rồi. Thì mình cũng vừa mới quay qua 16 cây để cho anh em coi đấy, rất là ok. Nhá. Thì lô này mình cũng xin bán luôn nhá. Đồng giá 350 một cây. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Mình sẽ hỗ trợ đóng thùng gửi cho anh em thôi. Nhá. Rồi. Clip của mình cũng đến đây là hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo nhé. Mọi người nhớ like và ấn chuông để theo dõi các video mới nhất nhé. Rất nhiều hàng mới về nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Chào tất cả mọi người.